tin FBNC Trung Tâm xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, đây là bản tin FBNC. Chương trình ngày hôm nay thứ 6 ngày 5 tháng 1 sẽ bao gồm các thông tin quan trọng sau đây. Thu gom 3,3 tấn đầu đạn tại hiện trường vụ nổ ở Bắc Ninh. Năng suất lao động thấp vẫn là vấn đề lớn của nông nghiệp. Tiêu thụ đất nền năm 2017 tăng gấp 4 lần so với năm trước. Sau đây là phần thông tin chi tiết, thưa quý vị, liên quan đến vụ nổ lớn tại thôn Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, Bắc Ninh, làm nhiều người thương vong, gây xôn xao dư luận những ngày gần đây. Tính đến ngày 4 tháng 1, thì các lực lượng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh và các đơn vị chức năng đã thu lượm được 3.200 kg đầu đạn. Hiện tại, thì lực lượng này vẫn đang tiếp tục tổ chức thu lượm các mảnh kim loại và tập trung tuyên truyền người dân không được tự ý thu lượm các mảnh kim loại để đảm bảo an toàn cho nhân dân. Hiện nay, lực lượng chức năng tiếp tục tổ chức vệ sinh đường làng ngõ xóm trong thôn Quan Độ cũng như các thôn lân cận bị ảnh hưởng. Ủy ban nhân dân huyện Yên Phong chỉ đạo các phòng ban khắc phục điện nước viễn thông để phục vụ đời sống người dân và yêu cầu trường mầm non cho các cháu nghỉ học đến khi sửa chữa xong trường mầm non. Hiện thì còn 3 nạn nhân tiếp tục ở viện để theo dõi. Tình hình sức khỏe các nạn nhân khác đã ổn định, được xuất viện về gia đình. Các cơ quan chức năng đã có những hỗ trợ ban đầu với các gia đình có người bị nạn. Ủy ban nhân dân huyện Yên Phong cũng đề nghị điều tra hình sự Bộ Quốc phòng, Công an tỉnh và các cơ quan liên quan sớm điều tra ra nguyên nhân vụ việc. Tối ngày 3 tháng 1, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Tiến, sinh năm 1964, trú tại xã Văn Môn, huyện Yên Phong, chủ kho phế liệu để điều tra về hành vi tàn trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng liên quan đến vụ nổ khiến cho nhiều người thương vong vào rạng sáng ngày 3 tháng 1 tại thôn Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong. Thưa quý vị, mặc dù có tốc độ tăng trưởng vượt mục tiêu được chính phủ đưa ra, tuy nhiên ngành nông nghiệp vẫn chưa khắc phục được nhược điểm lớn, đó là tăng năng suất lao động nông thôn. Theo đó, thì 42% lao động cả nước đang ở khu vực nông thôn, nhưng ngành nông nghiệp chỉ đóng góp được 15% vào cơ cấu của nền kinh tế. Năm 2017, toàn ngành nông nghiệp đã đạt được những thành tựu rất đáng trân trọng, như tốc độ tăng trưởng ngành đạt 2,94%, vượt mục tiêu so với chính phủ đề ra là 2,84%. Tham dự lễ tổng kết trực tuyến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao nỗ lực của ngành nông nghiệp khi vẫn đạt vượt những mục tiêu quan trọng trong năm 2017, mặc dù thiên tai lũ lụt kỷ lục. Trong thành tích kinh tế xã hội vượt trội của năm 2017, ngành nông nghiệp đã đóng góp quan trọng vào thành công của đất nước. GDP toàn ngành nông nghiệp đạt 2,9%, gấp trên 2 lần năm 2016, đóng góp 0,44% vào mức tăng trưởng của cả nước, nhất là một số ngành hàng rau, củ quả, đồ gỗ, hạn chế nhập siêu, cội nguồn lạm phát của nền kinh tế. Nông nghiệp công nghệ cao bước đầu thành công. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng lưu ý về việc năng suất lao động trong ngành nông nghiệp vẫn còn thấp khi có đến 42% lao động ở nông thôn, nhưng nông nghiệp chỉ đóng góp 15% cho cơ cấu kinh tế. Năng suất lao động còn thấp kéo theo năng suất lao động của đất nước xuống thấp. Tôi chỉ nói trên, nông nghiệp chúng ta chỉ chiếm 16% trong cơ cấu GDP, lao động chiếm trên 42%, nhưng mà người dân sống ở nông thôn đến 70%. Đây là bài toán đau đầu của đất nước, của các ngành các cấp. Anh có thể chuyển dịch cơ cấu kinh tế tốt, nhưng mà cơ cấu lao động là vấn đề lớn hiện nay, chúng ta chưa có bài toán giải quyết. Tình trạng sản xuất nông nghiệp còn bị động, tình trạng được mùa rớt giá vẫn là nỗi lo của đại quốc hội, của lãnh đạo đất nước. Cái này làm sao trong quản lý nhà nước, trong quy hoạch, trong dự báo thị trường, trong tổ chức sản xuất, từ lợn ở Đồng Nai cho đến đến hành ở Sóc Trăng cho đến nhiều nơi, ta phải tính cái bài toán này để công tác dự báo cung cầu thị trường, thông tin thị trường, từ dưa hấu đến cà phê đến hồ tiêu vân vân, chưa kể giá trị gia tăng thấp ở trong sản xuất. Xuất khẩu tốt nhưng mà sản xuất thô, hàng hiệu quả thấp lắm các ông chị.
Một hạn chế nữa theo Thủ tướng là hạ tầng nông nghiệp, nước phân cần giống, đầu vào cho ngành nông nghiệp, hệ thống thủy lợi xuống cấp là nỗi lo lớn trong bão lũ. Tại hội nghị, Thủ tướng cũng nhắc nhở một số ngành địa phương còn tư tưởng lơ là, coi nhẹ, chưa thực sự quan tâm đến phát triển nông nghiệp. Về vấn đề an toàn thực phẩm, Thủ tướng thẳng thắn nêu rõ vẫn còn tình trạng rau hai luống, lợn hai chuồng. Người nông dân cần phải làm gương bảo vệ mình và bảo vệ người tiêu dùng. Thủ tướng đề nghị ngành nông nghiệp tiếp tục đổi mới tư duy, sản xuất nông nghiệp theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp xanh sạch thông minh, làm những gì có lợi nhất cho thị trường. Cơ cấu hợp lý giữa chăn nuôi và trồng trọt, nhân rộng những mô hình sáng tạo, cách làm hay ở các địa phương, mô hình trao đổi nghề nông như hội quán nông dân ở Đồng Tháp. Theo báo cáo vừa được DKAR Việt Nam công bố sáng ngày hôm nay, thì trong năm 2017, thị trường thành phố Hồ Chí Minh đã tiêu thụ hơn 6.800 nền từ các dự án đất nền phân lô. Số liệu này tăng gấp 4 lần so với lượng tiêu thụ được trong cả năm 2016. Theo số liệu của DKRA Việt Nam, trong quý tư năm 2017, thị trường thành phố Hồ Chí Minh được bổ sung thêm hơn 2.200 nền từ các dự án đất nền mới, nâng tổng số nền đất mới mở bán tại thành phố trong năm 2017 lên gần 7.200 nền. Số nền này đến từ 36 dự án lớn nhỏ khác nhau, bao gồm cả dự án từ vài chục nền đến hàng trăm nền đất. Trong đó, thành phố đã tiêu thụ hết 6.851 nền, tương ứng với tỷ lệ tiêu thụ là 95%. Nếu so sánh với năm 2016, thị trường đất nền tại thành phố Hồ Chí Minh đã có sự tăng trưởng hơn 2,2 lần về nguồn cung và khoảng 4 lần về lượng bán được trong năm 2017. Cái việc phát triển hạ tầng tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các cái địa phương giáp ranh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam thì đã kết nối với nhau rất là tốt. Chính vì vậy mà cái việc giao thông nó trở nên thuận lợi, và cũng như là các quỹ đất tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh càng ngày càng hiếm. Chính vì vậy nhiều nhà đầu tư thì họ tìm kiếm các cơ hội ở các cái thị trường mà có cái hạ tầng giao thông phát triển tốt. Thì chính vì vậy mà nó thúc đẩy được cái việc tiêu thụ đó tăng cao so với 2016. Trong đó, nguồn cung các dự án đất nền mới chủ yếu tập trung tại khu đông thành phố Hồ Chí Minh chiếm đến 56%. Khu đông cũng là khu vực có tỷ lệ tiêu thụ dự án mới cao nhất, chiếm 57% tổng lượng nền đất được bán ra trong năm 2017. Còn theo chuyên gia tài chính Đinh Thế Hiển, đầu tư vào phân khúc đất nền vùng ven dẫn đầu về tỷ suất sinh lợi trong năm 2017. Cụ thể, tỷ suất sinh lợi trung bình của đất nền vùng ven tại thành phố Hồ Chí Minh trong năm vừa qua là 20%, trong khi các nhóm sản phẩm khác như nhà phố nội thành, đất nền dự án và căn hộ cho thuê lần lượt là 15%, 8% và 3%. Con số trong chương mục mỗi ngày hôm nay chúng tôi sẽ đề cập là con số 2.000 đồng. Đây là mức phí cao nhất trên mỗi mét khối nước mà thành phố Hồ Chí Minh dự kiến thu với dịch vụ thoát nước. Theo Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước thành phố Hồ Chí Minh thì trong tháng 1 này, trung tâm sẽ trình Ủy ban nhân dân thành phố đề án thu phí dịch vụ thoát nước đối với nước sạch. Nếu chính quyền thành phố thông qua thì loại phí mới này sẽ được áp dụng từ tháng 3 năm nay. Mức thu ban đầu dự kiến ở mức khoảng 1.800 đến 2.000 đồng một mét khối. Với việc áp dụng thu phí dịch vụ thoát nước nói trên, đề án ước tính mỗi năm ngân sách thành phố sẽ có thêm từ 1.200 đến 1.400 tỷ đồng. Khoản thu này sẽ dùng để chi trả cho các dịch vụ thu gom, vận hành, bảo trì hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt của thành phố. Dự kiến là mức thu sẽ tăng dần theo từng năm và theo nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền. Có nghĩa là người sử dụng càng nhiều nước sạch thì sẽ trả nhiều tiền hơn cho chi phí xử lý nước thải sinh hoạt. Đề án cũng cho biết là khi áp dụng phí dịch vụ thoát nước, thành phố sẽ không thu thuế bảo vệ môi trường 10% giá nước đang áp dụng đối với nước sạch. Theo các chuyên gia môi trường thì hiện tổng lượng nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý của cả thành phố thải ra kênh rạch mỗi ngày là trên 1,2 triệu mét khối. Tuy nhiên, việc kêu gọi đầu tư cho các dự án xử lý nước thải của thành phố đang gặp khó khăn do nhà đầu tư thiếu vốn, lại không mặn mà với các dự án thoát nước do thiếu chính sách về phí và để thu hồi vốn. Thưa quý vị, ngay sau đây chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật quý vị các thông tin đáng chú ý. Phát hiện lỗi an ninh gây hại tất cả mọi thiết bị. Apple đối mặt với vụ kiện tập thể ở Hàn Quốc.